Hai Bà Trưng nhất. Thích mua nhiều quá hả? Bây giờ mình sẽ lấy ba cái em chọn đi. Đợi bao lâu rồi mới được dắt đi đây? 100 năm rồi. Mấy năm rồi? Mẹ hứa lâu lắm rồi đúng không? Rồi ăn thấy sao? Ngon lắm. Đâu, xoay cẩn thận cái mặt cái bánh nè. Mặt nè. Kitty à? Xinh quá à. Tôi đang ăn cái nơ. Nơ là cái gì?